xu dữ vậy trời. Về gần tới nhà rồi mà xe còn bị hư nữa. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì mà sao cái nó rung vậy? Cái gì vậy? Anh ơi ơi, làm đứng tim à? Thì em đó, lúc nào em cũng kêu anh chán quá, không có sáng tạo gì hết, cho nên anh quyết định anh đổi style rồi. Trời ơi, anh đón đường em, hiểu không? Rồi anh tạo cho em bất ngờ. Sáng tạo không? Sáng tạo không? Em ơi, em nghĩ đi, giữa khung cảnh này có thêm một chút nhạc liêu trai kinh dị nữa. Quỷ không? Giống quỷ không? Sáng tạo cái gì? Anh có biết là hồi nãy á thấy rung cái này nè, sợ ấm chết, quay qua nhìn cái mặt của anh em anh, muốn đứng tim luôn à. Anh muốn tạo ấn tượng cho em á. Nó nghe nè, nãy giờ công anh làm mệt lắm, nó nghe nè, tha cho anh đi ha, đừng có cắt lương nghe. Ấn tượng đúng không? Trời, cái bông để ấn tượng lắm, chị chơi mượn em thích quá. Trời ơi, ấn tượng đúng không chồng? Ấn tượng. Ôi da, ai da, ai da, áo, áo. Ôi da, trời ơi, cái nó có gai, nó có gai. Ai da, nó có gai, nó có gai. Ta bộ sở dụng lừa tiền mẹ, rồi mất trí nhớ, bà mổ lắm hay. Nghe bà nói nè, cái này chỉ là giỡn chơi thôi, không biết không? Đôi khi người lớn người ta giỡn chơi hơi mạnh tay đó, nhưng mà ba xác, ôi trời, nhưng mà ba xác định đây là giỡn chơi, ba với mẹ chỉ giỡn chơi thôi, hiểu chưa? Ba xạo sáng giờ mẹ tiền ba đã quýnh ba không à. Ủa rồi con vui lắm hả Tùng? Ai biểu bình thường ba chọc con làm chi? Con cười trong sự đau khổ của bà. Trời ơi, Tuấn ơi, ba phát hiện nè, con mặc đồ xanh, con cầm con heo màu xanh, không biết đâu heo, không biết đâu con luôn á. Ôi, ê, tính là con heo của con nó mập mạp quá ha. Để... ba không được ẩm môi với bé hở của con. Trời, công nhận thằng con mình nó như Google vậy ha. Mình mới định cái gì là nó biết luôn vậy đó. Thiệt dễ sợ. Vanessa Carr, lớp nền hoàn hảo cho làn da của bạn. Tú, ngày mai á, ông giữ tuổi nhìn tôi một chút được không? Thì đương nhiên rồi, nó con trai thì nó quậy quọ, nhưng thằng bé nó ngoan lắm. Ừ, bé My nhà ông thích nó muốn chết rồi. Yên tâm, tôi bảo đảm trời, hai đứa nó sẽ chơi với nhau rất là thuận hòa. Ừ, vui vẻ. À, quyết định gì nhé. Đa tạ, đa tạ. Ừ, tính sao? Kỷ niệm ngày cưới. Cơ hội ghi điểm siêu to, siêu khổng lồ đây rồi. Cần vậy thôi. Đợi em về là khui pop 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 pop. Alo. Ừ. Ê ê, ông giữ ngóc giùm tôi đi. Hôm nay là ngày quan trọng với tôi đó. Ừ. Sống còn hay không là ngày hôm nay. Có tiền để nhậu hay không cũng là ngày hôm nay đó. Ừ. Vậy nha. Ừ. Ê ê. Hả? Giữa con khỉ. Nó thừa lúc tôi không để ý, vụ bé My bỏ nhà đi rồi kìa. Nó còn viết giấy tố cáo ông nữa đó. Trời ơi, công nhận ông thấy con tôi chưa?
thằng bé đáo để dễ sợ. Công nhận ai dạy cho nó thủ đoạn thì vậy. Sao vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Bà đã cướp và giết bé Hợi của con. Con sẽ bỏ nhà đi. Con thương mẹ nhiều lắm. Trời ơi, thằng nhỏ nó cát. Ủa, cái thằng trẻ trâu này, ai dạy nó ăn dạ vậy trời? Anh Tuấn ơi, em muốn về nhà. Ba đói á, con thích màu ăn quá là bị người ăn hiếp, lâu lâu mình phải bỏ nhà đi. Cho mình lại sợ, cứu mình hơn. Bỏ ăn trong những đó hài đi. Dạ, ba mẹ nó sợ, khóc quá trời luôn kìa. Nhưng mà bạn nó giận ba mẹ, bạn đó em đâu giận ba mẹ em đâu, sao em phải bỏ đi. Nhưng mà anh giận ba của anh phải bỏ nhà đi để tố cáo ba với mẹ. Em theo anh ủng hộ chứ. Nhưng mà ngoài ra em nhiều bắt cóc lắm, em sợ. Anh chính là dũng sĩ bảo vệ em khỏi đám người xấu. Không, em không yên tâm được, em muốn về nhà. Muốn về nhà thiệt hả? Đi ra ngoài đường một xíu à. Không, em muốn về nhà. Thôi, để anh dẫn em đi về nhà. Đi chút nữa là tới nhà liền. Nó đâu có biết đường mình dẫn đi đâu, thì nó đi theo đó thôi. Tới nhà chưa, em mỏi chân quá à. Thôi, đi tiếp đi. Ủa, mình nhớ cái đường này là về nhà mà sao càng ngày càng lạ vậy trời. Nhưng mà muốn về nhà. Làm như em muốn về nhà. Anh cũng muốn về nhà mà đâu có biết đường về. Không, em muốn về nhà. Tại ba hết đâu chịu đón mình đâu. Bỏ nhà luôn. Con trai, sao đi lang thang mình vậy? Dạ, con bị lạc. Con bị lạc hả? Vậy chú dẫn nó lên công an nha. Đi ha đi. Ủa? Nè! Cái gì vậy? Anh kia! Ở đâu đây vậy? Làm gì vậy? Nhóc cầu tôi đó. Ở đâu ra đi? Con anh hả? Tôi thấy nó đi lạc. Tôi tính đem nó lên công an thôi. Còn anh thì trả lại cho anh đó. Dạ. Nè! Tụi, sao con bỏ nhà đi vậy hả? Không con. Tuấn, trước mặt ba mẹ mà con còn dám nói dối vậy đó hả? Ba quýnh con hồi nào? Vậy là hư lắm biết không? Lần sau á, trước mặt ba mẹ như vậy mà con còn dám nói dối là mẹ phạt con đó nghe chưa? Dạ. Mà nghe mẹ hỏi nè, tại sao con dám cả gan con dắt bé My bỏ nhà đi làm sao? Cũng may đó, cũng may là hồi nãy ba với mẹ là hả gặp chú Tú rồi hả thấy bé My ở ngoài đầu hẻm á, thì ba mẹ mới biết con ở đây mà mới chạy vô. Mà nè, ba mẹ mà tới không kịp á, dám người ta bắt cóc con luôn á, biết chưa? Mà chưa kể nữa, bé My còn nhỏ vậy đó, mà hai anh em dắt tay nhau bỏ trốn như vậy, lỡ khi rồi bị lạc, bé My mà bị bắt cóc á, rồi con biết tính làm sao? Sao con hư quá vậy? Ba đập heo của con không bỏ nhà đời. Hay quá ha. Ủa, rồi ba đập heo của con bỏ nhà đi vậy đó hả? Nhưng mà em nói thiệt á, mấy cái tính lấu cá của con á, là học từ anh mà ra đó. Anh nghĩ sao vậy? Lớn rồi mà đi đặt heo của con. Anh làm cha vậy sao mà con noi gương theo được? Rồi nghe mẹ hỏi nè, bộ ba đặt heo con là con hả cưa hả dựng lên rồi con bỏ nhà đi như vậy, rồi lỡ khi có chuyện gì á rồi ba mẹ mới tính sao? Cái gì thì cái buồn hai người ghê luôn á. Ngay cái ngày cưới, cái ngày kỷ niệm mà đối xử với em vậy đó, hai người quá hư rồi. Tôi nói thiệt, em quyết định rồi, em sẽ cắt tiền tiêu vặt của hai cha con trong vòng 2 tháng. Còn con nha, 2 tháng nữa mẹ mới cho con ăn gà rán trở lại. Còn bây giờ không được đụng vô một miếng đùi, miếng cánh, miếng ớt gì hết trơn á. Em vậy hôm nay kỷ niệm ngày cưới mà. Ngày cưới gì? Ngày cưới hả mà một người thì bỏ nhà đi, còn một người anh nghĩ sao hả đập heo của con để mà mua quà cưới? Tại vì không có tiền. Ủa, anh không có, anh mở miệng ra anh xin em một tiếng không được hả? Chứ gì đâu mà đi đập heo của con vậy. Giờ sao? Đi về, có mua bánh kem rồi. Có mua bánh kem hả? Có mua bánh kem. Bánh kem màu hường giống bộ đồ đi.
Cái gì vậy? Nay có hai thằng nhân viên quen á qua. Dạ con chào bác. Dạ, chào bác. Dạ thưa sếp tụi em mới qua. Thưa sếp tụi em mới qua. Dạ biết bác lên trên nên tụi con có chút quà nhỏ. Biết bác à. Trời, quà cáp nữa. Dạ. Xin phép bác cho tụi con ngồi nói chuyện nha. Dạ. Ngồi ngang hàng với tôi hả? Dạ dạ, để tụi con quỳ. Không được như vậy. Miễn lễ, bình thân đi. Dạ con ngồi được không sếp? Mẹ tôi cho ngồi rồi đó. Ngồi đi. Dạ, 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 cảm ơn bác. Cảm ơn bác. Bác ơi, nghe sếp con nói về bác á. Bất đồng. Bây giờ con mới được gặp. Bác đẹp quá bác ơi. Cảm ơn. Bác đẹp như một thiên thần vậy đó. Bác bị sao rồi bác? Ủa bác bị sao? Bác sao rồi bác? Thiên thần nhột. Trời ơi, lần ai khen là mẹ tôi nhột. Trời, bác còn dễ thương nữa. Bác ơi, con phát hiện nha, cái ghế á giống như làm ra để cho riêng bác ngồi vậy á. Bác ngồi vô cái ghế nó sang hẳn. Ở sang như vậy bác? Nhột nữa. Trời ơi, dễ thương quá vậy. Sếp của con nè, sếp. Bất đồng. Em xin lỗi. Sếp của con bác, trời ơi, một người rất là giỏi nha. Con trai bác giỏi lắm. Ở trong cơ quan công ty làm việc giỏi. Tao nói rồi, kinh doanh giỏi, quản lý nhân viên giỏi. Coi như là tài sắc vẹn toàn đó bác. Tôi nói đảm đang rồi. Tôi nói là dịu dàng rồi, hiếu phái. Không, đúng rồi, trung hậu, kiên cường, bất khuất, đảm đang. Nè nè, tường còn trống nè. Đề 6 chữ vàng lên luôn. Nói nghe nè. Đảm đang, trung hậu, đảm việc nước, giỏi việc nhà là phụ nữ. Con quên. Nó là phụ nam. Bác mới là đảm việc nước, giỏi việc nhà. Bớt khen nha. Bạn con nó nói nhiều quá, nãy giờ nó có nói mà sai cái gì á, mong bác với lại sếp tha cho tụi con nha. Dạ. Biết điều thì bớt nói lại. Không ấy, nếu mà không có gì á, qua đây gặp bác cũng như là sếp, thấy hai người khỏe tụi con vui, nên tụi con xin phép về công ty làm. Đúng rồi, về đi. Về gì về? Có bác ở đây, bác nấu cơm cho mình ăn chứ. Trời đói mà, bác nấu cơm ăn bác. Trời, nấu cái gì đi, về lo công ty đi. Không, bác nấu cơm á. Tính nấu đó mà hôm nay bận. Nói chơi. Mấy đứa giỡn, bác cũng giỡn theo. Chứ bây giờ mấy đứa ngồi ở đây nha, uống trà đi các con. Không, uống trà xong rồi á, bác nấu một mâm cơm thịnh soạn, bốn chúng ta cùng ăn nha. Trời, bác ơi, bác không những đẹp rồi, đẹp con khéo mà còn, tôi nói là giỏi nữa. Trời ơi, khéo công dung muôn hạnh. Bác ơi, bác nấu cơm ăn. Dạ, không có. Dạ, vậy thôi. Đi về duyệt hồ sơ cho tôi đi. Dạ. Dạ, thưa sếp con về. Dạ, ủa, thì bác con về. Ông khen bố quá, nãy giờ bác nhận giật, tôi tưởng là giật kinh phong á. Con về nha bác. Nhìn quẹt nói chuyện nghe mệt quá mẹ. Hết sức là dễ thương. Mà sao mà trùng hợp quá vậy con? Dạ. Mẹ mới chỉ nhắc chuyện công ty là tự nhiên có nhân viên của con tới. Tụi nó qua để báo cáo tình hình công ty mà. Dạ. Mấy bữa nay mẹ lên đây nhìn con á, cứ bếp núc nội trợ, mẹ lo hết sức vậy đó. Nhưng mà bây giờ mẹ thấy nhân viên đến nhà, mẹ yên tâm lắm rồi. Con nói với mẹ rồi, mẹ lên chơi có mấy ngày à. Con phải xin nghỉ để nhà nói chuyện cho mẹ đỡ buồn. Chứ con vẫn điều hành công việc từ xa.